Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một mẫu ngữ pháp mới trong ngữ pháp của N4. Và đó là ngữ pháp gì thì xin mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Như các bạn thấy thì vì có em bé đang ngủ cho nên là người phụ nữ có vẻ như là muốn người đàn ông này giữ im lặng các bạn ha. Và trong trường hợp này thì chúng ta có câu như thế nào các bạn nhỉ? Hay shizuka ni shite moraitai nda kedo. À, và các bạn để ý thấy là chúng ta có moraitai ở đây các bạn ha. Moraitai này có ý nghĩa là gì và cách sử dụng như thế nào thì xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Tiếp tục thì chúng ta có người nhân viên đang nói chuyện với người sếp của mình. À, chúng ta có câu gì đây các bạn nhỉ? Hay kono shorui chotto mite itadakitan desu ga. Kono shorui chotto mite itadakitan desu ga. À, cái tài liệu này thì tôi muốn là nhờ ông xem giùm một chút. Thế thì ở đây chúng ta lại tiếp tục có te itadakitai. Như vậy thì moraitai và te itadakitai có nghĩa là gì thì xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta cùng học đó là moraitai và itadakitai các bạn ha. Moraitai, itadakitai, phía trước nó là danh từ chỉ người sẽ đi với trợ từ ni. Và ngữ pháp này có ý nghĩa là muốn người làm cái gì đó cho mình các bạn ha. Cách dùng, dùng khi mong muốn là ai đó làm gì cho mình. Và te itadakitai, mức độ lịch sự trang trọng hơn moraitai. Và để hiểu rõ hơn về mẫu ngữ pháp này thì chúng ta cùng đi đến với một vài ví dụ. Chúng ta có câu như sau các bạn. Hay kanojo ni ryori o tsukutte moraitai desu. Hay kanojo ni ryori o tsukutte moraitai desu. Tôi thì muốn bạn gái nấu ăn cho tôi. Tôi thì muốn bạn gái nấu ăn cho tôi. Như vậy thì ở đây chúng ta có muốn ai đó nấu ăn thì ryori o tsukutte moraitai các bạn ha. Tiếp tục chúng ta có câu như sau. Dareka ni tetsudatte moraitai desu. Hay dareka ni tetsudatte moraitai desu. Tôi muốn ai đó giúp đỡ cho tôi. Tôi thì muốn ai đó giúp đỡ tôi thì sẽ là te chư đắp te mù lai tài. Tiếp tục chúng ta có câu ví dụ như sau. Sensei ni hatsuon o naoshite itadakitai desu. Sensei ni hatsuon o naoshite itadakitai desu. Naoshite itadakitai thì sẽ là muốn ai đó sửa. Sửa cái gì các bạn nhỉ? Hay hatsuon o là sửa cách phát âm. Tôi thì muốn giáo viên sửa cách phát âm cho tôi. Và ở đây thì người ta có sử dụng te itadakitai để tăng cái mức độ lịch sự trang trọng hơn các bạn ha. Chúng ta có câu ví dụ tiếp theo. Hay sacho no kusan ni sado o oshiete itadakitai desu. Sacho no kusan ni sado o oshiete itadakitai desu. Tôi thì muốn vợ của giám đốc dạy cho tôi pha trà, dạy cho tôi về trà đạo các bạn ha. Oshiete itadakitai là muốn ai đó dạy cho tôi và muốn vợ của giám đốc dạy cho tôi về trà đạo. Và ở đây thì người ta dùng itadakitai để tăng mức độ lịch sự trang trọng hơn. Và bài học đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu như có bất kỳ thắc mắc nào thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ giáo viên của trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và gửi lại phản hồi cho các bạn. Và các bạn ơi đừng quên nick và link bài tập ở phía dưới để làm bài tập các bạn nhé. Chúng tôi sẽ giúp các bạn tích thêm một điểm vào tài khoản nếu như các bạn làm đủ 100 điểm. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Mata kondo negashimasu.